thì cá nục nó thơm phất lên nhảy mùi hành phi mỡ hành đậu phộng thơm quá các bạn ơi. Ta có cần nghĩ ra mà diễn vui gì là tả hơi cho lại ra chào hủ hơn hủ hơn xin chào cả nhà, hôm nay đi nướng cá nục ăn với bánh chan rau sống nhé. Rồi nguyên liệu của Liên ở đây, Liên để hết ở đây mỗi thứ một muỗng nha các bạn, này một muỗng một muỗng một muỗng một muỗng một muỗng hết đường ha, mọi thứ một muỗng. Rồi gừng á là một củ vậy nè, Liên sắc ra nhé. Rồi chút xíu hành tím, chút xíu tỏi thôi, không dám bỏ nhiều tỏi. Gừng có thể bỏ nhiều mà tỏi không bỏ nhiều được, nướng sẽ cháy. Rồi muỗng dầu luôn ha, bởi vì cái này nó có gia vị nha. Đáng lẽ là Liên xài cái này thì Liên không có dùng những cái loại này hết, nhưng mà mình cũng thích cái gia vị nước mắm nên Liên xài gia vị nước mắm nữa nha. Nhưng mà cái này nó ngọt lắm, này có đường rồi nhưng mà mình không cần, nhưng mà mình cũng bỏ cho nó điều hòa lại nha các bạn. À, để Liên dịch sang tiếng Hoa cho mọi người cùng làm nhé. À, cảm nhận đó chào giáo sư thiệu đi đi vậy ha, cũng ngõ mình chi đi hay mày kêu mã cao vậy ra tại chà ha, cũng ngõ cảm nhận đó chào ui thùng mày xịt sang chòi hơn chòi cái ca lên mà chào bị muội dọn đó chào dắt căng rồi đi đi tôi hay dắt căng xài ha hùng chung cháy thật cũng bị xíu xíu bị gầm to la với mày hơi bụi nung gà cũng con la ngồi chào vô bị to là con nhắc cầu thì cũng mà nặng chi cho này ha cũng xin thầu lá ngồi đi tù lá giờ dậu sam khải xì khải đó công xỉu với mày xin thầu hỏi gì bị gầm to hơi bụi nung có co hay hơn chủ ha bị sầu lip đi co hay vui vẻ xịt có chủng cơ hơi dậu sai cái tiêu hồ chiếu à hơn chủ à chìm bù hãy sai đặc biệt cơ nhìn vốn ngồi bị dắt chủng mà tắt là bắt coi lá ngoại trời hay chung gì xịt ta cái gì lụ có mì tù sở gì đó dù có đi cái gì mà lụ cái mì tù lá đều ca phanh ngoại thì xíu xíu thiều mì liễu là hơi ha tặng ngò chuyên chiến mạnh còn bị tài ca dắt chạy chỗ á. Today I have the four that fish right, so I make an barbecue, so then I put an everything one right sugar and basil leaf this one make a barbecue sauce right and I make everything one 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 okay so I have a purple onion oh, this one and ginger I take one like this so I cut already right four pieces garlic we don't put a lot of garlic because it easy getting burned okay salt chicken powder sugar barbecue shot one there's a four tại căng đi 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 dầu là chiêu hơn mì dầu sai mì tù hết rồi basil leaf one fish shot one oil one mix it up garlic we massage in right here and right here put some ginger in bị cái cơn rồi đấy ginger in đấy ginger in bị cái cơn rồi chơi gánh nhiều cơn mũ cơn hủ sen phải bỏ gừng cái bụng không bỏ gừng nó tanh dữ lắm nha các bạn cái cá này nó tanh nha cá lục đó à, mình ướp qua đêm ngày mai mình mới làm ha bây giờ 12 giờ khuya rồi ngày mai sáng 11 giờ mình mới nướng nha các bạn đấy được rồi it's okay now and I leave overnight chỉ cho người tay coi nhẹ đó xin nhật xin vui ha hôm qua có mình ướp á bây giờ mình đem ra ngày sau lên nhà mình mướn ở đây không phải về dịp chỗ lắm I put overnight so now and I cut off là mình ướp lại như vậy nè các bạn mình lấy cái túi bịch mình bỏ vô nhé cũng như cái đó mà thì cả chầu đứng thôi xuất hiện cái túi ra cái mạng được thiên con là nè I pepper for spring roll for sambal roll đấy peppermint so and different mint right we have everything right here we eating okay đi đi đây trời hương pha chủ kêu peppermint dầu quần quá dầu tăng lượng chiêu mình có những loại dầu
củ quả này mình ăn kèm với cá nướng bánh tráng nha. Ăn ra ngoài mình nướng nhé. Cái mà thì hỏi gì lên chơi chụp tiền cái đầu vui là hấu khí hấu tại chậm chơi à. Go outside to make go because in home it smells so strong. Thôi mình sẽ làm như vậy hết nha. Mình cho nó dựng đứng nằm ở đây rồi mình bỏ lên cái khi này nướng nha, mình để tầng dưới nhé, tầng dưới hết nha, tự vì mình sợ cái bụng nó không chịu chín, để cho nó 375 độ là độ ép, mình không có xài độ C, mình nướng 20 phút nhé. Thì chào bỉ hơi xám bạc chắc sập ép dùng si gà ha, cũng chào gì sập phanh chung. I put on 20 minutes for 375 ép. Ok các bạn ơi, cái máy đã kêu tích tích rồi. Wow. Bây giờ mình sẽ bỏ một muỗng dầu hào nhé, dầu vô trộn luôn nhé. Mình phải dắt cắn hù dầu, dắt cắn dầu, sâu soạn hơi, ocean salt and oil ha. Hỏi gì lỗ hỏi với con á. Ha. Đi thích cấp là chín chờ. Đấy. Sâu đi hù dầu, thùng đi dầu á. Gọi là hủ hương à. Vui đồ hơi hủ hương là hơi mình sen à. Hương rồi đi con trụi phi cho lì à. Mình hửi được cái mùi gừng bay ra, bởi vì cái cá nục này nó tanh dữ, mình phải bỏ gừng vô như vậy á nó mới được, còn mình không có bỏ gừng vô á trời ơi nó tanh dữ lắm nha. Cái này con trai nó không thích ăn cái loại cá này, nó thích ăn loại cá xa mình thôi. Nướng tiếp khoảng 10 phút. Delicious. Hello, xin mời cả nhà, hôm nay Liên làm món cá nục nướng mỡ hành đậu phộng, em mình ăn chung với lại con trai. Rồi xin mời cả nhà khán tài ca. Please. Nè, phải đồ á, gì tí lọ. Hử? Éo thị nè. Sẽ cá chảy. Yeah, second. This is very good, mom. Why you hold on Mexico? This a rice paper we put under water. Okay, we put it here, right? So then one piece lettuce here, then cucumber. Right, and this one sweet pepper, right, and little bit mint, any kind of mint we eat. Right, that's one here, this a mint here, okay, different mint here, little bit that one all vegetable, right, okay, so and take little bit rice noodle, not so much, right, little bit, the fish delicious. Right here, right, and we put little bit sweet and sour carrots, and we roll back right here, right. So we put this one in, little bit pepper here, right. Okay. Okay, right here now, please. Xin mời cả nhà khán tài ca. Okay. My turn. Mm-hmm. It's good? Mm-hmm. Good. Okay, let's try it. Chỉ cũng là ở sáng choi nè. Bị giá phải sáng choi là hơi hả? Thấy ra tẩy cái tù. Cũng là đi hương choi đó, đi hương chủ đó. Hủ có chủng hương chủ gà. Chứ kỳ kỳ chung gì, xịt biến chủng hỏi gì á. Kỹ chủng cao mã chạy chú tắc á hả? Cũng chào, phải là hơi là hãy cũng lên nè. Đó, hãy cũng phải là hơi là. Hỏi gì chỉ số á, chú tắc nè. Hãy cũng. Phải là hơi. Nhìn hầu bị hạ tải thôi. Cảm ơn quảng quá. Dắp phiền. Hùng tấn lùng chiêu tay tù. Cảm hỏi gì bị ít tí phẩn. Giữa lì mình xịt phẩn thì chầm xảy bị phẩn. Ha. Phải lì mũi dọn ít tí. Cảm ơn cá cầu dĩ là hơi là. Đã. Cái gì lù á. À, giữa lì mình chỉnh gì lù đây. Chỉnh hỏi xuyên trang mấy trang mắt trang cứ hỏi gì cả. Dắt tình hay chỉ chân á. À, hay gì lù á ha. Nè. Thế tù. Cảm hay cẩm đó. Nè, khén tài ca. Nè, hãy gẫm. Đó. Cái này kêu bằng gì vậy? Lá chanh đó mà. Lá chanh không phải. Dào húng quê. Dào húng quê. Dào húng quê. Húng. Hứng. Còn hứng nữa. Người ta kêu húng quê. Nói không gần tiếng Việt, đừng có chấp nha, bà con. Mà nói tiếng Việt á, không chính xác á, thông cảm nha. Chị Lễ rồi bị xịt cái bánh trang á. Dạ, bò cứng ngắt à. Không á. Cứng ngắt. À cái đồ báo cá lóc qua kia đó không có mà. Cá lóc hả? À chị chảy ngảo chứ bà qua chị mất công ngàn cái kia ta. Dạ dạ. Ờ ngõ mì ngõ mình hiểu miếng tí hay bánh trắng phơi xương. Nó mềm. Ừ. Rồi tới á, ra phơi ở ngoài á, nó mềm á. Nó khỏi muốn nước.
Nhưng mà cá lóc nướng hủ nướng nó sạch hơn rồi. Cảm ơn tôi tại phong mà chấp biển. Thì cảm ơn là hãy chấp biển đồ con ti đó. Cũng hay cho mình sẽ. Đó, giờ hãy dưới can hơi giờ sen là bắt coi mũ sen là hữu hơn à. Thì hay lắm thú thịt cá gỏi cuốn như mà vậy nha. Ừ. Thì cuốn tình đó mà. Tôm đồ còn mình ăn này cũng gỏi cuốn à. Y chang, gỏi cuốn là cuốn cá thôi. Mà cuốn thù à? Rồi, cái mặt phong à. Quay cái mặt phong hãy thù à. Thì ơi, ở mặt phong là tiệm cả, ở mặt phong dầu xuyện cả nó. Mặt phong mông thời lại này có thể không? Mình đâu xuyện. Được không hả? Đúng rồi. Mặt phúng á, hãy má cỡ canh nó cỡ rồi á. Ừ. Biết rồi mặt phúng hãy sẵn cú rồi á. Cũng là em gì á. Mặt phúng tàu. Ngồi lưỡi xay à. Thoát cho cái gì. Tí phanh à, blip mấy dẻ cũng nâng á. À, hãy dần phan phanh sẵn lì à. Hơi khót trở là. Hơi khót trở là sẵn phanh á con. Chỉ cái dầu lẹo con. Mày có tí phì phì có tí mặt phúng hoặc có tí mặt phúng hí xì có tí hủ à. Hủ à, hủ à, hủ hãy rồi á. Hủ xanh rồi à. Hồi cái tí mặt phúng hay mặt phúng chảy đi cơ. Hồi lúc khỉ dầu thai dầm phát nhất định hay dầu mặt phúng cơ. Ai không quá chủ. Hỉ tôi sợn cái tàu. À, ngồi đi hắn khỏi tổ phỏng thì sợn cái đi phá hay hủ to chấp biện ở dưới thọn đội ngạo thì mà tên ngõ thì đi tàu là dầu thêm tại hay mũ chỉnh tàu hay đi canh đốt tội mũ chỉnh tàu à. Ngõ cỏ biên có canh đốt hay chỉnh tàu à. Nha. Cái nhà bên kia của Liên á, cái tổ không, ông thì không thấy nhưng mà lại căn nhà này á thì ông nhiều lắm. Tự vì mình chùm cái dao thơm á, nó mọc bông á, nó lại nó vòng vòng vòng. Nó lại nhiều lắm, nhưng mà nó không có làm ổ bên đây. Còn phía nhà kia nó làm cái tổ gấp, thang dễ á. Thì nó chọc nó ra xong rồi lấy thuốc tẩy rồi xịt nữa lau chùi. Nó làm một cái ổ, bây giờ làm hai cái ổ nữa. Tao để ý hai cái ổ. Hai cái, nó chia làm hai á bữa nay. Không chia đâu đây. Đúng rồi, có một cái bây giờ tao thấy nó xẻ ra làm hai, nó làm hai cái. Còn ở trong tiệm, trời nó bự cỡ này và bự hơn cái đầu á, hai cái luôn. Rồi cái bác cha ở chỗ tiệm Liên làm á, bự cỡ này thôi luôn à. Ken rồi chị. Không biết nữa, mai mốt á, nó mùa đông á, không biết nó có rớt xuống không mà bự lắm á các bạn, hai cái luôn. Ha, chị ha, giáo tí hủ tục hơi ngạo. Đi bỉ mà phốn ngạo trở lắm, để chia tiệm chuyển mà. Đó còn xưa chứ ấp 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 rồi chứ nhập mụ xì. À các bạn khi nào mà có con ong nó chăm, các bạn đừng có sợ. Hồi xưa Liên bị chăm á, nó đau dữ lắm mình không biết á. Nó ngứa mấy bữa nè, nó sưng chù dù nó căng, nó đau, nó ngứa nè. Bây giờ các bạn bị ong chích đó ha, các bạn liền lấy nước đá, các bạn dò qua dò lại tới cái cục đó nó tê, nó không có chạy lan cái thân thể của mình á, mình không có ngứa, rồi nó không có sưng, không có gì hết trơn. Bữa nay ăn đồ mà mình nói con ong, tự vì con ong của mình nó hồi nãy giờ nó bay qua bay lại mùi dao thơm á. Ê nó lại nữa nè. À, mình thấy ngồi đây ăn á, thì ở ngoài nó sửa nhà cũng ồn dữ lắm. Nhưng mà ngồi đây chơi nó vui ha. Nó không khí lạ chút xíu. Lấy tay bóc luôn. Vô. Bên. Ok. Vô. Uống bia nè. À đi chơi uống xịt tắc chảy giữa chín hủ lạnh xịt hay mã chảy. Hả? Với giờ uống và xịt tắc hay mã giữa chín hủ lạnh xịt hay mã. Ai, em mày hổ chuẩn bị xịt à? Chạy chuẩn bị xịt. Đi đi chính cái gì đó kỳ hổ xịt á, vậy đó. À, uý hổ xịt á. Đặc biệt thì cô đây kêu ngon 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 ngon. Ê, nó ăn cái sa mình thôi, không ăn mấy cái này đâu nè. Ủa trời, thấy vào một quách rồi chạy. À, hổ to. Hải đi thì mà, look, it says. Nào mày á, hay dậu hắn phá thủ thì nhà qua hổ đó mặt phun à. Mom, get rid of the flour. À, có pha dậu à? Lọ hơi cà pha. Đó, gỡ cửa phụng. Hai tay cái rồi. Mà phải nhìn cái người ta mặt phong chọn gì vậy? Một cái họ mình, rồi họ đi thực tế biết được. Lý hữu xịt mặt phong đó, hữu xịt đó. Một gian lọ 3 cái, một gian biến 10 cái. Đi gì họ là có mặt phong. Đi gì à, gì lò à? Mà ra đi gì à, mà làm gì gì lò, họ đi trong cái thềm mà, cái thềm đi, mấy hương hải chỉ là đi. Làm cho họ một liền qua thì xịt đó. Chi căn là tiệu bún nhồi xịt là phải nhìn căn hãy tụ lá hủ đó mặt phong chậu thì chậu hơi hủ căn hơi ngạo ngò tiệu ha. Cảm à tối trẻ tại cá sấu thấy ngồi diễn si chỏ là chậu hủ xịt ha. À, cảm ơn cả nhà xem video của Liên thì Liên phải tạm ngưng cái video, tự vì tự nhiên nó nhiều con ong nó bay tới bay lui ở trước mặt mình đó các bạn, mình sợ quá nha các bạn, nên bây giờ Liên sẽ đem vô trong nhà ăn.
Rồi mình đã thử rồi, ngon lắm, thơm, nhạy mùi đậu phộng, hành phi này nọ, các bạn nó không có tanh mùi cá. Đó, nó lại đây nè. Bây giờ mình phải dọn vô ăn nha các bạn. Nếu các bạn thấy yêu thích cái video của mình thì xin nhấn một like và chia sẻ ủng hộ cho Liên nhé. Cảm ơn cả nhà. Thank you. Thank you. Bye bye. Bye bye. Thấy chưa, sợ quá. Oh, the fish tastes so good, but now what she's saying is the fish is delicious. We have a lot of mackerel and everything, but one bee smelled it and now there's like 5-6 bees and if we don't bring it inside, there's going to be a whole flock that's going to attack us. So we should bring this inside. So have a great day, okay? Yeah, it's too much now. We have to go inside, enjoy. Thank you. Bye bye. Bye bye. Bye bye.